Ơi, nay sáng thứ bảy á, cuối tuần á, xoay xoay em coi đâu đó. Rồi, let's go. Tôi tìm có hai cái dù á, dài 30 á. Thằng bạn Nhật á. Này về mạnh dùa với dùa 50.000. S35 50.000. Hai cái này, một cái tuột dây điện này. Này tuột dây và cắt dây nhỏ. Hai cái này 60.000. Cắt dây này. Cái lỗ tuột dây nó nhỏ bé lắm. Không biết tuột gì. Rồi cái này tuột này. Hàng cutter bấm cột này. Này mà anh xa gia đình được đó. Rồi lâu có gì tuột dây điện. Cần này mình đè nằm mình tuốt 60.000. S36 có cái sẵn này á, về mà anh sẵn cây á 120. Sẵn cây đào gì cho vui á. S37 120. Có bộ này một cái đục, một cái thước, cái sạc cày, một lít này hơi lắc á, cái búa nhỏ nhỏ 70.000. S38 mũi khoáng á, bắc vịt á 70.000. Mẹ từng dùng sai á, mũi khoáng nhiều này, nhỏ này. Cái nào mẹ thì mẹ nửa lái đầu khoáng một bên mẹ bên con trai tốt đó. S39 khỏe thật cao này, khỏe được 12 set khăn giang quá, con khỏe tốt 50.000. S10 còn mấy kia mũi mảnh kẹp vào đô tiền đấy được 5 mũi 40.000, con đẹp á, hàng đi dắt nhỉ. S41 coi lắc tay này vào đây, mảnh mũi xả ra mảnh đảo chiều đấy quay ra luôn. Nhưng hai người thì dễ hơn, cái này hai người thì dễ hơn. Rồi là đã chưa đây vào đấy. Mình Nhật á, nó kêu giòn lắm. 330. Nay có cái tém mà mất rồi. Năm ngoái gọi điện bỏ vào luôn, mẹ lấy về lấy 52 dạng lại. Nay tải 500 ký á, bọc nhựa sau này. S42 lên bộ bánh xe này 120, nó cao khoảng tầm 6 cm, đường kính là 4, bằng rộng là 2,2. Này hai khóa hai không khóa. S43 bộ này to hơn tí. Này tầm cao có khoảng 7, đường kính là 5, bàn rộng là 2,5. Bộ này 120. Hôm nay lửa luôn à. Bộ này 100 này. Bộ này 120 á. Em luôn giá rồi. Hôm nay là chuột OX 44 đi, 100 đi. Nay 45. OX 45, 120. Cái cáo
này nhựa size là 200 x 80, 150. Về mảnh kẹp dây kẹp á, đôi khi mình không có ai nhờ được á, bỏ vào đây mình kẹp á, kẹp 20 lại với nhau bằng lại đó. Ôi 46 đứa chuột á, 17 19, dây số ké 17 19, 100.000. Ôi 47 có cái bản thủy lực nè, về bản đồ chế gì đồ có cái đùm đây này, hoặc đồ bình thường á, tay nằm hơi cắn. Ba trăm nghìn á, ôi 48 300.000. Có cái kẹp như này 90.000. Mộc đấy, dài 25 bảng 6. Ở 49 có hai cái ép cột như này, cái này 60.000. Ở 50 có mùi phái luôn xuống như này, 120, nhỏ to có hết á. Ở 51 có cái kẹp cạp này, kẹp được 12 cm, hàng của Nhật á, kẹp cạp 107. Ôi 52 lấy mấy cái mani đi nè, 5 cái mani á, tài tầm 1 tấn á. Bốn cây 107 á, nặng á. Ôi 53 bốn cái, 5 cái á, 5 cái 107. Hai trọng lưu tố 100.000. Hàng của Nhật á, tố cho 8 ô tô á, giá bằng. Ôi 54 có cái đầu nổi nè, Asahi, dài 25 á, đầu nổi 25 đẹp lắm, Asahi 50.000. 1/2 OX 55 có cái đầu tiệm này này, chân này 21 á, 21 cái đầu này là 41 á, hàng Hino. Về mà anh có cái xe bàn tay á, đục vào mình vắng á, này 100.000. OX 56 100.000. Hai liêm á, dây 1 lý đó, về mình hải dây hải á, hải dưa chẳng hạn, 50.000. Ôi 57 một cái mùi đục 30 lý, về mình chế dây chế 100.000. Ôi 58 một cái bao 40.000. Về sửa lại cái lưỡi tí nữa 40.000. 59 một cái kéo cắt 80.000. Trừ này, này thì báo cắt luôn á, cắt luôn thì dùng hai tay luôn á, dài này nha mày, 80.000. Dài 38 ở 60 rồi, qua bánh xe có cái bánh xe này
Fortman. Này là cao su, nhôm, chạy bạc đàn cục á. Tổng cao là 18 năm á, đường kính là 13 nhân bằng đồng 40, bằng đồng là 4 xe. Bên này 150 á. X46, X61. Có kim kẹp này, dài 15, về mảnh kẹp hàng á. Kẹp hàng đôi khi nó cần gấp, mình kẹp luôn. Kẹp vào mình hàng luôn. Đó. Nhà ra đây, nó cho đầy đủ á. Nó cho đầy đủ. 100.000. X62. Rồi bánh xe nè. ACM 600. Này tài lượng á. Tổng cao là 8 cm. Bánh xe rộng là 5,5. Đường kính 5. Bánh này 50.000. X63. 50. 64, cái này giống như bàn tay luôn, 50.000. 202 cái lại 50.000. Sáu tư. 65. Này xoay được á, này chiều tải á. Này chiều tải 600 kỵ, mấy trăm kỵ. Tổng cao là 8,5 á. Bảng đồng này 5,5, đường kính là 5,5 luôn. Này có bọc đàn ở trong á. 60.000. X65. 66 cuối cùng, cái này 60.000. Này có bọc đàn á. Tổng cao có khoảng 10,5. Bảng đồng là 5,5, đường kính là 7. X66. Rồi hẹn gặp clip tiếp theo ra tuần á, ra tuần.